Cái cháu làm sao này? Đi nhá. Nào con bye bye bác. Đấy. Hết đau rồi em ạ. Con này cho mẹ xin. Xin nhá. Cho mẹ xin xong con dã nhá. Cho bác nhá. Ở đây chơi nhá. Chị trông con nhá. Đánh đánh nhá. Con cành à? Yeah.
đây, vào đây. Vào đây, bà lấy kẹo cho, nhanh lên, bà lấy kẹo. Nào, cố lên nào. Đó. Đúng rồi, giỏi quá. Lấy mũ về cho bác. Lấy mũ về đây. Quay đít xuống. Lấy mũ về đây.
vào nhà đi. Chơi ở đấy. Chân làm sao quá. Con ngủ đi. Con nằm xuống con ngủ đi. Ừ. Mẹ làm bánh. Mẹ. Ừ, mẹ làm bánh. Mẹ làm bánh à? Bị đánh bỡ. Cẩn thận nhé. Ôm đấy nhé. Ôm đấy, ôm đấy, ôm đấy. Xong rồi. Dọc con lên. Con nghỉ vô con này. Đứng kia cho bác này. Đứng kia cho bác. Đấy, cái đấy. Đấy. Để cho bác nha. Cái cây cỏ kia hả? Cỏ hay cây cỏ hay kia hả? Nhổ lên. Nhổ lên đi. Nhanh. Nhổ nhá. Kìa. Kìa. Mẹ lên kia cho bác rồi nhé. Đâu đâu? Cháy đâu? Lấy đi, con trèo lên lấy đi. Con ớt lên lấy nào. Đó, xuống với cái cây xuống đi nhanh nhé. Cháy. Lấy cái cây xuống. Lấy cây xuống nhé. Nhanh. Cái chân con mày đặt xuống đi, con xuống đi. Con quay đi xuống nào. Đấy, xuống đi, xuống. Xuống đây nè, đây cho bác nào. Đấy, đúng rồi, con dọn đi. Dọn đi, dọn tao vào bếp nhá. Xuống đi. Con xuống đi. Đâu, về đây bác xem nào. Đi làm sao? À, con ngứa chân à? Bánh nè. Ngồi im ở đấy. Con ngồi cắn chân rồi. Ơ chừng. Ơ, cẩn thận nhá, nhỏ nhá. Nhỏ bác không biết đâu đấy. Nhỏ tung đấy. Ừ. Ơ lên nào. Đó.
ao kia, con ao ra thì nó cắn chân cho đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Con ao ra. Thấy chưa? Sợ không? Đúng rồi. Trèo lên nha. Đi chú đánh nhau giờ nhé. Thật cái khăn lên để trên giường nha. Nhân nhiều. Nhiều con nhỏ. Con ăn rồi, con ăn đốt chứ. Con ăn đốt chứ. Đi vào đây với bác nha lên. Nhanh treo lên xe, nhanh lên treo lên xe của bác nào. Nhanh, con ao đấy. Từ đây treo lên xe bác nào nhé, nhé, nhé. Đứng lên. Jumbo. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Jumbo. Ấy. Treo lên. Nắm lấy chị mát. Treo lên đi. Treo lên đây bác. Nào nha. Mẹ làm bánh xong rồi, nhanh nhanh nhanh. Đi vào đây, nắng, nắng này, đi vào đây, em nhà đi. Nhanh lên bé ơi. Bánh, xem cho người im nhé. Bánh chưa? Nè. Cho. Tí ăn bánh nhá. Măm măm thôi. Măm ơi. Măm măm thôi. Măm măm thôi. Măm măm nè. Ra đây nha măm măm con ơi, măm măm à. Ăn măm măm nhá. Thấy con tự xúc rồi. Con tự xúc đi. Chị.
cho em bỏ nha. Chị xúc. Ngon quá chị ạ. Ừ, cháu mời bác là ăn bánh ạ. Úi giời, giỏi nhé. Vâng. Giỏi nhé. Bác ngồi đây. Đây. Ơi. Ơi. Bác đũa đây bác ơi. Đây. Úi giời, khéo quá nhỉ. Ăn đi ạ. Vâng. Úi giời, ngon quá. Con ăn đi. Nào, cô bà hút thế nào. 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 Ngon hơn ạ. Ăn đi. Cháu mời bác. Ừ, ăn đi. Mâm. Đấy. Tình hình nào thế, tay cháu sao này? Ờ, chị cháu bị ngã xe lăn bà. Khổ thân. Có bây giờ chắc gãy à hay là ấy thôi, bong gân thôi. Bị gãy ra. Dạ. Thế phải lấy lá bó vào chứ. Vâng, cháu có. Ừ. Thế bây giờ chị như này thì hai mẹ con cháu có vất vả lắm không? Có bác ạ, vất vả lắm. Quá vất vả đúng không? Vâng. Ừ, chị cháu với tay chị cháu con còn bé. Chị cháu vừa bị liệt xong là bây giờ lại đấy, bị tay đau nữa. Ừ. Vất vả quá. Thế bây giờ hay cháu vất vả quá này thì để bác nhà bác có điều kiện lại người cũng không có nữa thì bác đón chị cháu về bác nuôi cho. Cháu sợ vất vả với lại phiền hai bác. Không sao, với bác về bác lo được. Bác sẽ đỡ cháu, bác nuôi chị cho. Bây giờ cháu vất vả quá, kinh tế lại không có. Dạ. Xong rồi em cho con lại bé. Xong rồi chả có cái gì thì để bác đón chị cháu về cho. Thế chị có đồng ý đi nhà bác ở không ạ? Thế thì chị cũng đi theo bác ở cũng được. Ở với em vất vả quá. Thế thì chị về nhà bác ở nhá. Xong rồi thi thoảng em ra thăm. Thế vậy cháu cảm ơn bác nhá. Ừ, bác lo cho. Bác đón chị cháu về bác nuôi cho. Dạ vâng. Hồi thi cháu vất vả quá. Bác ăn đi bác. Thôi bác đủ rồi. Bác xin phép thì bác cho chị cháu về thôi. Vâng, chị ăn. Ăn đi cháu, ăn đi rồi mới ấy rồi đi về với bác. Cháu no rồi ạ. Để cháu lấy đồ cho chị cháu. Đây, để chị về bác nhá. Con ơi, ra đi về nhà bác nhá, cháu nhá. Ừ, đi về nhá. Đi nhá. Nào con bye bye bác. Bye bye nhá. Bà đi nhá.